Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Beautiful Car và quay trở lại với cá nhân Nghĩa. Trong nội dung của video ngày hôm nay thì Nghĩa xin phép gửi đến quý anh chị và các bạn về cái mức giá cập nhật mới nhất, những cái khuyến mại kinh khủng của dòng xe Toyota Vios trong cái thời điểm cuối tháng 8 dương lịch này. Ngày hôm nay cũng đã bước sang những cái ngày cuối cùng, có thể coi là tuần cuối của những chiếc của những ngày cuối tháng 8 rồi, và chuẩn bị chúng ta cũng đang hết cái tháng 7 âm lịch, tháng 7 ngâu, một trong những tháng mà luôn được mệnh danh là khan, thực sự là khó sống đối với những cái ngành xe kinh doanh ô tô. Tuy nhiên thì có lẽ lại là một trong những cái thời điểm mà rất nhiều khách hàng chờ đợi để mua những cái mẫu xe, không chỉ là đơn thuần là những mẫu xe mới như Toyota Vios. Bởi vì quý anh chị biết sao không ạ, trong tháng này giá đang giảm cực kỳ tốt, đặc biệt là cuối tháng 8 dương này, thời điểm mà rất nhiều đại lý đang cần để chạy cái mức giá tốt. Nghĩa xin phép chia sẻ đến quý anh chị và các bạn những cái mức khuyến mại phải nói là chưa từng có trên dòng xe Vios. Ví dụ như mình có thể trừ trực tiếp vào giá bán lên đến 28 triệu đồng trừ thẳng trên hóa đơn anh chị nhá. Ngoài ra này thì còn được tặng bảo hiểm thân vỏ 1 năm cùng với đó là gói phụ kiện. Rất nhiều giá trị, ví dụ như là dán phim cách nhiệt, trải sàn, cam hành trình, bạt phục xe các thứ là mình tặng rất nhiều. Riêng gói phụ kiện đấy nó đã sắp xỉ rơi tầm khoảng 10 triệu đồng rồi. Bảo hiểm thân vỏ thì tương đương khoảng 1,5% giá trị xe. Ít nhất thì nó cũng đã rơi vào khoảng tầm 7 đến 8 triệu tùy phiên bản rồi. Nghĩa cộng sơ sơ nhá, 28 triệu tiền mặt thì cộng với bảo hiểm thân vỏ khoảng chục triệu, với khoảng chục triệu phụ kiện nữa đi, có nghĩa là nó rơi vào mức 48 triệu, gần 50 triệu tiền khuyến mại luôn anh chị nhá. Chưa bao giờ mà nó kinh khủng như này. Đấy. Nghĩa xin phép chia sẻ kỹ hơn về các phiên bản với anh chị nhá. Hiện tại như anh chị đã biết thì Toyota Vios tại Việt Nam ấy nó sẽ có tổng cộng 3 phiên bản, bao gồm Vios E số sàn này, Vios E số tự động và Vios G số tự động, đấy là phiên bản cao cấp nhất. Trước đây thì còn cái phiên bản là Vios GS, tức là phiên bản thể thao ấy, nhưng mà hiện tại bây giờ thì đã ngừng sản xuất rồi. Tuy nhiên nếu anh chị có nhu cầu đặt hàng thì hãng vẫn sẽ cung cấp. Mức giá niêm yết của 3 phiên bản Nghĩa xin phép báo như sau. Số sàn niêm yết là 489 triệu, số tự động 1.5E giá niêm yết là 542 triệu và số tự động 1.5G phiên bản cao nhất giá niêm yết là 592 triệu. Tuy nhiên ở thời điểm cuối tháng 8 này thì cái mức khuyến mại của 3 mẫu xe này Nghĩa sẽ chia sẻ cụ thể với cả nhà mình như sau. Đầu tiên là đối với phiên bản Vios E 1.5MT số sàn giá niêm yết 489 triệu trừ thẳng tiền mặt trên hóa đơn là 18 triệu, tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và tặng phụ kiện kèm theo bao gồm dán phim cách nhiệt, trải sàn và cam hành trình. Đối phiên bản 1.5 Vios E CVT mức giá niêm yết là 542 triệu, giảm giá 22 triệu trên hóa đơn, tặng bảo hiểm thân vỏ trị giá 1,5% giá trị xe, tặng gói phụ kiện khoảng 10 triệu cho khách hàng tùy chọn. Đối phiên bản 1.5G là phiên bản cao cấp nhất mà anh chị đang xem trên màn hình nhé, thì mức giá niêm yết là 592 triệu, giảm giá trên hóa đơn 28 triệu, tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 1,5% giá trị xe và sẽ tặng kèm thêm gói phụ kiện trị giá 10 triệu để cho quý anh chị và các bạn có thể tùy chọn những phụ kiện mình cần lắp thêm. Phải nói đây là một trong những cái thời điểm mà mức giá xe rất là tốt cho anh chị đang có nhu cầu sở hữu cái dòng xe Vios này. Mình hoàn toàn có thể đặt cọc để giữ chương trình khuyến mại và sau đó thì mình nhận xe vào tháng sau khi mà đã qua tháng 7 âm nha anh chị. Tùy vào nhu cầu sử dụng mức giá mà anh chị hãy lựa chọn những cái phiên bản Toyota Vios nó hợp lý nhất. Ví dụ như anh chị chạy kinh doanh dịch vụ vận tải Grab hoặc là chạy xe hoa xe cưới thì những chiếc Vios E số sàn với mức giá niêm yết là 489 triệu trừ hết khuyến mại đi thì còn rất rẻ, lên đến hơn 40 triệu tiền khuyến mại thì anh chị sẽ có một chiếc xe nó với tầm tiền nó rất là phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, và cái option thì nó dừng lại mức độ cơ bản. Còn đối với những anh chị mà mình thích chạy cái số tự động, ví dụ như trong các thành phố lớn chẳng hạn, thì cái việc chạy số tự động bao giờ nó cũng được mang lại cảm giác nó nhàn nhã và nó đơn giản hơn, thì mình có thể lựa chọn phiên bản 1.5E CVT với mức giá niêm yết là 542 triệu và mức khuyến mại trừ thẳng tiền mặt là 22 triệu cộng với lại một đống phụ kiện rồi là bảo hiểm xe. Và cuối cùng, nếu anh chị yêu thích dòng xe Vios và cần một chiếc xe mà đáp ứng rất nhiều những option, ví dụ như là start stop này, 7 túi khí này, cân bằng điện tử, màn hình, có Apple CarPlay, có Android Auto, có ghế da xịn sò, có loa nghe hay, thì những chiếc Vios G nó sẽ là sự lựa chọn giá trị. Dĩ nhiên là mức giá niêm yết lên tới 592 triệu, nhưng mà chúng ta sẽ được khuyến mại tổng lên tới 48 triệu nha anh chị, một con số kinh khủng ở thời điểm này luôn. Đấy. Thì nếu mà anh chị đang cân đối về dòng xe Vios này thì mình hoàn toàn có thể sở hữu ngay trong cái thời điểm này luôn, đặt cọc giữ chương trình khuyến mại. Còn nếu anh chị đang có nhu cầu hỗ trợ trả góp thì hiện tại Toyota Việt Nam vẫn có cái gói vay từ tổ chức tài chính Toyota với mức khuyến mại và lãi suất cực kỳ ưu đãi. 94 triệu là mình đã có thể sở hữu được xe rồi nha anh chị. Một con số rất là tuyệt vời cho dòng xe Toyota Vios.
Hiện tại thì Nghĩa xin phép có lẽ sẽ dừng video tại đây, bởi vì cái thông tin mà Nghĩa muốn truyền đạt thì cũng đã khá đầy đủ cho nhà mình rồi. Nếu anh chị có nhu cầu quan tâm về dòng xe Toyota Vios này thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nghĩa nhé, theo số hotline 0971 04488. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.